Kính bạch Thầy Thích Tịnh Hải, con chưa bao giờ tụng kinh gì. Khi biết đến Phật Pháp thì con may mắn gặp được pháp môn hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con muốn phát tâm học hộ niệm và tham gia khai thị cho người được hộ niệm. Vậy con xin hỏi, con có cần phải đọc kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng và tìm hiểu thêm những lời chỉ giáo của các bậc tổ sư tịnh độ để làm tư lương kiến thức đi thực hành khai thị hộ niệm cho tốt được không? Con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con để con thực hành đúng lý đúng pháp. Con xin cảm tạ tri ân Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À dạ, xin Thầy là còn một ý nữa là bác ấy hỏi là chúng con có một số điều kiện đối với Phật tử muốn tham gia vào thành viên ban hộ niệm. Con xin hỏi Thầy là những cái nội quy như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin kính bạch trên chư tôn giáo phẩm chứng minh. Câu hỏi sau ngắn gọn hơn cho trả lời trước. Chư vị muốn tham gia vào một ban hộ niệm, xin chư vị tới gặp thẳng vị trưởng ban hộ niệm và hỏi tôi muốn vào ban hộ niệm thì cái quy định điều kiện như thế nào dễ dàng. Nếu thực sự chư vị phát tâm muốn đi hộ niệm và sẵn sàng coi như là mình cố gắng tích cực tối đa để một đời này ít ra mình cũng làm được một cái công đức vĩ đại là tiễn đưa người vãng sanh. Ngài Đại Từ Bồ Tát dạy rằng trong đời này mà mình cố gắng trợ duyên giúp đỡ cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức này lớn lắm chư vị ơi, lớn lắm. Và chí ít đi nữa thì đưa một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức cũng ngang bằng cả một đời của mình tinh tấn tu hành đấy. Chư vị hãy đến gặp ban hộ niệm đi nhé. Những cái quy định, quy lệ cho thành viên ban hộ niệm dễ dàng, chứ không có cái gì khó khăn cả. Mà khó rằng là chúng ta có dám mạnh dạn làm hay không, có dám hy sinh những chút ít mà cái thói quen hình như là sai trái của mình hay không. Chút ít thôi chứ còn không, hoàn toàn không có liên quan gì chuyện tiền bạc gì đâu mà chư vị cảm thấy sợ nha. Đề nghị chư vị mau mau gặp ban hộ niệm đi. Và nhớ cố gắng ăn ở hiền lành, chí thành chí kính, hiền lành chất phát, vui vẻ với nhau, kết hợp với nhau. Những phiên họp chúng ta cố gắng lắng nghe để mà sắp sửa, sửa đổi lẫn nhau là chúng ta hộ niệm được chư vị. Cái lòng thành này là cái tất cả con đường để chư vị đi cứu người có duyên đây. Dễ dàng không nè? Gặp ban hộ niệm đây nha. Rồi bây giờ khi mà nói cái chuyện mới đây mà quên là cái nhắc lại chút cái câu hỏi thứ nhất lại chút đi bác Đạt. Nhắc sơ vậy và điểm coi. Sao tự nhiên quên mất rồi. Dạ bạch Thầy, bác có câu hỏi là muốn bác ấy muốn tham gia hộ niệm và muốn học hỏi được cái cách mà để sau này đi khai thị cho tốt hơn, thì bác có hỏi là có cần phải tụng kinh A Di Đà, kinh rồi, Vô Lượng Thọ. Được rồi, nhớ rồi. Thêm một câu là để khai thị hướng dẫn cho người ta, đây là cái điểm mà tình hai này cần bổ túc. Xin thưa thật với chị vị, nếu thực sự mà đời này từ nhỏ đến lớn mình chưa từng tụng qua kinh Phật,
Nhưng vừa khi nghe cái người niệm Phật mà chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy mến, và nghe cái pháp hộ niệm tự nhiên chúng ta muốn tham gia, xin báo với chư vị, có thể trong nhiều đời nhiều kiếp chư vị đã tụng rất nhiều kinh của Phật, đã học qua giáo pháp của Phật, đã từng thực hành pháp Phật mà chúng ta không hay. Nhờ cái căn lành trong quá khứ này mà bây giờ đây chỉ còn nghe qua câu A-di-đà Phật tự nhiên chúng ta muốn tham gia liền. Đây thực sự là một cái điều quý hóa của cái người mà tự nhiên phát tâm muốn đi niệm Phật, muốn đi hộ niệm, muốn đi khai thị cho người vãng sanh đấy. Và xin báo cáo với chư Phật tử rằng là chính tịnh hải này cũng thuộc cái dạng người đó đấy, chư vị ơi. Tịnh hải này hồi nhỏ khi ra sống với cha mẹ, theo đạo của cha mẹ mình. Cha mẹ của tịnh hải này không phải là đạo Phật, mà ngài tu theo cái pháp gọi là thành người nhân hiền ở đời sau. Và thường thường là ngài lấy những cái đàn cơ làm căn bản. Mà khi mình hiểu rồi thì những đàn cơ đó là khuyên chúng ta làm lành lánh dữ để tạo nên là những người trượng phu quân tử trong xã hội. Và lúc nhỏ, từ lúc nhỏ cho đến khi mà lớn vẫn thích tụng kinh cái đạo của cha mẹ. Thế chứ về thấy không này. Nhưng mà cái bất ngờ một cái ngày nào đó tình cờ đi tới thăm một cái đạo tràng niệm A-di-đà Phật. Dạ, xin báo với chư vị là cái đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không, chứ không có gì cả. Thì xin thưa với chị, vừa nghe cái câu mà người ta niệm A-mi-tổ-phổ, rồi người ta đi kinh hành chung quanh cái đạo tràng đó, tự nhiên giật mình. Giật mình thực sự. Là nói rằng đây đúng là con đường mà ta chọn rồi, tại sao trong bao nhiêu qua ta không nghe? Mà có thể là chúng ta đã nghe qua rồi mà nghe một vài tiếng niệm Phật không đánh đầm vào lương tâm chúng ta. Còn ở đây chúng ta nghe tự nhiên cái âm thanh A-di-đà Phật nó cứ réo rắc mãi như vậy trong suốt một thời gian, tự nhiên mình ngộ ra. Thì nếu mà chư vị nói rằng hồi giờ chưa biết tụng kinh Phật một chút nào cả, mà đến khi nghe được câu A-di-đà Phật mình thích niệm Phật liền, mình thích đi niệm Phật cho người khác cùng niệm Phật đã vãng sanh, thì chư vị nên kết nhóm, kết bạn với tịnh hải này đi, mình chung một đường, mình chung một chí rồi chư vị. Và hay một cái là lúc đó tịnh hải này đứng giữa một cái đạo tràng trang nghiêm mà giống những người mất hồn này, tức là so ra cái định tâm của tịnh hải này thua chư vị nhiều lắm đấy. Tại vì nếu là mình có một cái định tâm tốt thì mình không đến nỗi mà ngơ ngẩn như một người mất hồn giữa một cái đạo tràng trang nghiêm. Xin bạch với thầy, con nói thật cái chuyện này. Đó là do cái định tâm mình yếu đấy. Chứ nếu mà mạnh nữa thì mình hoan hô, mình vui vẻ chứ cứ có sao mình làm như vậy. Có nghĩa là sao? Đứng giữa một cái đạo tràng, một cái cửa vào như vậy, mình đứng ngay giữa cửa luôn. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi người sau xô mình tới thì mình đợi tới trước chút. Tới trước thì chặn ngang con đường kinh hành của người ta mà mình không hay. Rồi người ta kéo qua bên phải thì mình đứng qua bên phải giống như một người thất thần. Đó là cái trạng thái. Thực ra là nhiều đời nhiều kiếp có thể tình ái này nên niệm A-di-đà Phật đã tu rồi mà mình không biết. Trải qua bao nhiêu cuộc cái đó mình quên trụi lũi rồi, quên hết trơn rồi. Đến khi có một tiếng A-di-đà Phật nhắc nhở cho mình, đánh đập vào cái tâm thức của mình, tự nhiên bao nhiêu cái công đức lành trong quá khứ nó sống dậy một cách bất ngờ, làm cho mình được cái đề này.
Cho nên nếu mà chư vị có được cái hạnh này, xin thưa được là xin vỗ tay mừng đi chư vị. Vỗ tay lên đi. Nếu mà mình tu hành được như vậy rồi nha chư vị, cũng đừng nên sơ ý mà nghĩ rằng à, như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu rồi, bây giờ như vậy là chúng ta tu một mình cũng được, không thèm tới chùa làm chi, không thèm nghe các thầy giảng giải làm chi, coi chừng chúng ta lại lâm vào một tình trạng sai lầm khác đấy. Nhớ nha chư vị. Vì sao vậy? Vì mình có tu có phước lành đó mà mình tin câu A Di Đà Phật, nhưng mà là phàm phu thì trí mê vẫn còn mê chứ phải chưa tỉnh đâu. Cho nếu mà chư vị tỉnh thì chư vị trong đời kiếp trước đã đi vãng sanh rồi, thấy không chư vị? Vì thế cho nên chư vị đừng bao giờ nghĩ rằng là à, nay ta biết câu A Di Đà Phật, ta không thèm tới chùa nữa. Sai lầm, ý niệm này sai lầm, đã vướng tới cái tâm thượng mạng, đã vướng tới cái tâm gọi là tâm nhiều khi làm cho tăng đoàn bị chia rẽ, mà chính chia rẽ ngay trong tâm chúng ta. Cho nên sẵn đây nhắc nhở chư vị là ta biết được pháp niệm Phật, ta tin được pháp niệm Phật là do căn lành từ trước, nhưng mà chúng ta rất còn chư tăng đi hướng dẫn chúng ta đây, rất còn những đạo tràng. Ví dụ như hôm nay mà không có đạo tràng này, chúng ta không gặp lại được mà nghe chư tăng dặn dò chúng ta con đường tu, đúng không chư vị? Cho nên phải nhớ điều này nhé. Cứ còn không thì nhiều khi chúng ta nhiều khi nhiệt tâm quá mà chúng ta làm việc sai lầm. Như vậy thì gặp kinh gặp kệ chúng ta kết đoàn với nhau tụng, và tình hải này luôn luôn nói là đến một đạo tràng nào ở đó quý thầy hướng dẫn tu như thế nào, chúng ta hãy tu chung với người ta, tu chung với đạo tràng, để trong cái thời gian mà mình đến cái đạo tràng đó là mình kết hợp với đạo tràng đó, gọi là giới hòa đồng tu. Mình tu chung như vậy mình tạo được cái công đức phước báo lớn lắm trong lúc mình tới thăm đạo tràng. Có nhiều người cứ nói là tới một cái đạo tràng đó họ tụng kinh gì tụng kinh, còn tôi chứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin thưa với chư vị, nếu mà mình làm như vậy chẳng khác gì mình tạo cái môi trường tại đó bị lộn xộn mà không hay. Mình nói à, như vậy câu A Di Đà Phật là nhất, còn những kinh kia là nhị đà phải mình bỏ đi, không tốt. Cái điều đó con nói chư vị có đồng ý không? Nhớ nha, hãy hòa hợp với nhau để tạo phước đức là cái điều hay. Bây giờ giả sử như những cụ già mà bây giờ tụng kinh thì nửa được nửa mất, mà tụng rồi thì quên hết trơn đi. Nhiều khi mà trong một thời gian tụng kinh các ngày mệt quá thì sao? Xin thưa thật với chư vị, đành rằng chúng ta phải nhất tâm niệm Phật. Hay lắm chư vị. Nếu mà mình tin tưởng quyết tâm niệm Phật, cầu A-di-đà Phật phóng quang gia trì. Xin thưa Phật, nếu mà chư vị có lòng chí thành, chí kính niệm A-di-đà Phật thì Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói rằng một câu A-di-đà Phật là cả một đại tạng kinh đấy chư vị. Không phải đơn giản đâu nha. Một câu A-di-đà Phật là cả một đại tạng luận của chư tổ đưa ra đấy. Nếu mà ta không biết cách nào các quý thành tâm mà niệm như vậy, nếu mà chư vị niệm cho thấm nhuần, niệm cho sát sao, niệm cho nhập tâm, đến lúc nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, một câu A-di-đà Phật thành đạo có thừa. Đây là lời dạy của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thị hiện vốn thế gian vào thế kỷ thứ 20, tiền bán thế kỷ 20, dạy ta như vậy đấy. Ngài nghiên cứu tất cả kinh điển Mật giáo, Thiền tông, Hiển giáo, tất cả kinh điển của Phật, Tam Tạng kinh điển Ngài lầu thông đấy. Khi mà Ngài lầu thông rồi, Ngài mới phát hiện ra là một câu A Di Đà Phật thành Phật có thừa. Như vậy nếu mà chúng ta không đủ khả năng tụng kinh thì chúng ta cứ giữ một câu A Di Đà Phật mà niệm tốt cùng đi, lợi ích cũng bất khả tư nghị. Vì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta
thời mạt pháp này tu các pháp môn tự lực, sợ rằng là căn cơ chúng ta vượt qua nghiệp chướng không nổi. Thì bây giờ mạnh dạn trì giữ cho chắc câu A Di Đà Phật mà niệm, thì chư vị có thể là ứng hợp được cái đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật dạy cho hàng đệ tử phàm phu chúng ta là chư vị hãy nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để kịp thời trong một đời này chúng ta nhờ Phật lực gia trì mà vượt qua nghiệp chướng trước, trở về cảnh giới vô sanh vô tử trước, rồi sau đó chúng ta mới thấy à, hà kỳ trong tâm của chúng ta nó có vạn pháp, hà kỳ trong, không ngờ trong tâm chúng ta có đầy đủ tất cả. Mà xin thưa thực với chư vị Phật tử ở đây là mỗi người chúng ta đều có cái năng lực đó hết. Làm sao trở về chân tâm tự tánh chúng ta thì chúng ta làm được. Cho nên mong chư vị con đường trở về Tây Phương nhanh nhất là niệm câu A-di-đà Phật, chọc cho cái tự tánh chúng ta sống dậy liền đi. Chúng ta kịp thời trở về Tây Phương. Như vậy là do chư vị đã niệm Phật này, đã tụng kinh này, đã tụng chú này, làm phước lành rất lớn trong nhiều đời, cho nên bây giờ mới phát khởi tín tâm. Mong chư vị nếu là người không còn cách nào có thể tụng kinh được thì cứ một câu A Di Đà Phật chư vị niệm đi, chư vị cũng dễ dàng coi như là trở về Tây Phương Cực Lạc được. Điểm cuối cùng chính là niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên chư tổ thường hay nói là tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú mạnh hơn, nhưng mà tụng chú không bằng mạnh mẽ xác thực và cụ thể đưa chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bằng câu A Di Đà Phật. Cho nên chư vị có thể niệm A Di Đà Phật chẳng hạn, nhưng mà bên cạnh đó đừng bao giờ khinh chê những lời kinh, lời chú của Phật nha. Tùy duyên mà chúng ta tu hành vậy. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Tình Hải.